phòng trị nứt thân xì mũ trên cây điều. Video được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. Bệnh nứt thân xì mũ trên cây điều, tác nhân do nấm Phytophthora gây ra. Triệu chứng: trên chồi vết bệnh màu nâu đen, kèm theo có dịch cây ứa ra. Ban đầu dịch có màu trong suốt, sau đó dịch chuyển sang màu nâu đậm. Trên thân chính và cành, bệnh cũng gây những vết nứt dọc trên diện tích bị bệnh và có nhựa chảy ra từ đó. Phần mô bên trong của phần bị bệnh có màu nâu đỏ và những hang nhỏ li ti. Bên trong có chứa chất dịch màu đỏ nhạt. Biện pháp phòng trị: tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng, thoát nước tốt. Khi phát hiện bệnh, cần cạo sạch vết bệnh và đem đi tiêu hủy. Đồng thời vét thuốc vào vết bệnh giúp vết bệnh khô nhanh, ngăn chặn sự lây lan của nấm bệnh. Sử dụng sản phẩm Mancozet vàng Fortjet 550 để phòng trị. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã xem video. Hẹn bà con ở những video tiếp theo. Chúc quý bà con canh tác đạt hiệu quả cao. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất.